Hả Chi ơi, thương mẹ không? Trời ơi, thương mẹ không để đến đầu đó. Con tên gì? Chi hả? Rồi, sit down please. Cô chú ơi, hôm nay hai mẹ con mới vừa tắm rửa xong. Hiện tại là 11 giờ trưa. Chay lục cái này, chay kêu mẹ cho chay ăn nè cô chú. Con đập cho ông đập về chứ la nha. Ngồi xuống. Sit down. Sit down please. Mẹ mở ra, mẹ kiếm cách mẹ mở ra cho con nha. Wow. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Thương mẹ không? Thương mẹ để đâu hả? Đây. À mẹ đi. Là lại hôn mẹ miếng. Này hôn mẹ. I love you. Lưỡi đâu chỉ mẹ coi. Lưỡi hả? Răng đâu? Ăn xong phải đánh răng nghe chưa? Ngồi xuống, đi lại ngồi xuống. Ngồi xuống, sit down. Ăn xong phải đánh răng nha. Đánh răng nha. Con hát mẹ nghe bản đi, hát mẹ nghe bản. Hát nghe bài, hát nghe bài. Tại sao kêu hát lại không hát hả? Hả? Cá hả? Cá. Rồi mẹ cho con nè. À mẹ đi. Khoanh tay lại. À. Đúng rồi, giỏi quá. Mỗi lần ăn là đau khổ lắm. Ăn được ăn là niềm hạnh phúc, mà còn được ăn cũng là sự đau khổ của dây đó cô chú. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Có cô chú thì nói là nên cột tóc cho chay, còn có cô chú thì nói là không nên cột tóc cho chay, cột tóc cứng quá tóc mọc không nổi. Nhưng mà cô chú có biết không? Chỉ có khi nào đó, tại vì khi mà cô chú xem những cái video clip á, cô chú sẽ không có biết được là như thế nào. Tại vì nếu mà cột tóc cho chay á, thì chỉ có khi mà làm clip mới cột thôi. Còn khi mà xả ngập tắt, bấm tắt cái clip mà xong cái clip là tóc sẽ được gỡ ra. Cô chú hiểu không? Chứ không phải là cột suốt ngày, suốt đêm, suốt ấy đâu cô chú. Thì ví dụ như mình làm clip, mình tóc làm cho tóc nó gọn gàng, rồi mình cột lên cho nó gọn gàng. Rồi xong một cái video clip là cỡ khoảng dài dữ lắm, là cái video clip đó dài, nếu mà dài nhất là 20 mấy phút. Là một ngày có 24 tiếng hồ. Đi ra chỗ khác rồi, đi ra ghế ngồi, lại lên. Giờ đu đu theo tôi vậy hả? Ôi, đu đu theo mẹ hả? Nữa không? Hai cục rồi, nhiều dữ vậy? Lại ghế ngồi mẹ cho. Lại ghế ngồi mẹ cho, chút cho nhìn. Nhìn theo cái hộp này nè. Nên là cô chú đừng có lo gì cái chuyện mà tóc chay được cột nhiều, với lại hả cột rồi tóc lên không nổi nha cô chú. Đó. Rồi trời ơi, cô chú thương chay quá trời thương luôn. Cô chú lo tới đầu tóc chay mà không nổi luôn á chay. Đó, nên nói giải thích vậy cho, không phải những cái video clip mà cô chú xem là ở ngoài đời thiệt nó sẽ là y là như vậy, là thấy chay cột tóc là chay sẽ cột tóc, chay là chay chay sẽ là cột tóc 24/54. Rồi thôi nghỉ, nãy giờ nhiều rồi, stop. Nguyên cái đống kẹo này chắc bởi vậy khổ lắm. Không, nói thiệt chứ không phải nói giỡn. Có kẹo trong nhà nhiều Ngọc không ăn. Chồng Ngọc anh ăn chút chút, còn nhiều không để giờ cho nó ăn hết là bệnh chết. Bởi vậy mà rồi không lẽ bây giờ mình đem mình bỏ, có thấy có mang tội không? Mà để thì không ăn, mà cho nó ăn á thì không nhiều không tốt. Bây giờ kẹo đây nè, tự nhiên cái lễ này bởi mệt, lễ này ghê luôn á. Kẹo quá trời kẹo luôn à. Nhưng mà bây giờ cái phong tục này của người Mỹ tới lễ là phải cho kẹo, mà trời ơi kẹo quá trời kẹo luôn. Mà giờ không lẽ ngày nào cũng cho nó ăn vậy, riết mà ăn hết cái hộp kẹo này thôi chắc thôi chết luôn. Bởi vì con nít Mỹ á, các bạn thấy nó ưa bị mập, nó ưa bị ấy là vậy đó, ăn kẹo nhiều quá đó. Bởi vậy đây nè, nguyên một cái bịch đi trong đây đây nè, đây đó, đây nè, kẹo khống trong này nè. Bây giờ nó leo lên đó, nó leo lên nó lấy nó. Tự nhiên á hả, bây giờ cái ghế này là phải ấy lên chứ không mới nó leo lên 30 giây lặn lên đứng lấy hộp kẹo. Sao không? Thôi nghỉ đi, mẹ sẽ đem cất cái này. Không có cho nữa.
Hư cái máy tính mẹ đó. Ai dán cái máy tính mẹ đây, ai dán? Ai dán, chay dán phải không? Chay nó dán đó cô chú. Chay nó dán máy tính mẹ nó đó cô chú. Sao? Nè chào cô chú đây. Đây nè cô chú ơi. Nè chay uống cho cô chú coi nè. Nè, uống đây nè. Cái này là cái gì? Cái men vi, cái men vi sinh, cái men vi sinh gì đó, men vi khuẩn gì đó. Cái men gì đó, men gì nè, men tiêu hóa, men tiêu hóa. Men tiêu hóa của ngoại mua Việt Nam qua. Cái này là Ngọc Cô trong cái hộp của sản xuất á các bạn, cái men tiêu hóa này được làm từ Ý. Đó, nên ngày cho chay uống hũ cô chú. Ngày cho chay uống hũ men tiêu hóa. Đây mẹ mày dục cái thùng này ơi. Hàng mới ship, đồ mẹ order người ta mới ship về để mẹ dục cái thùng này. Ra. Ra để mẹ dục. Đó, chay là chiều chay ngồi trên cái thùng này chay đợi ba về nè cô chú. Phải không? Phải không cô bé Tóc Quang? À, cô chú nha, nãy mẹ giải thích cho cô chú nghe rồi nha. Không phải là chay cục tóc, là chay cục tóc 24 tiếng chay 24 đâu nha cô chú. Làm clip rồi cục tóc lên cho nó gọn quá không. Tôi thấy mặt nó sáng sủa, gọn gàng dễ thương. Xong cái clip cái là tắt cái cập cái clip xong rồi. Mẹ edit video là tóc chay sẽ được bung ra liền. Rồi giờ nó thấy ông Kiến chỉ vô nó là nó hay, nó làm đủ trò hết. Nó không biểu luôn, vừa mở lên. Làm gì tại? Si gì vậy? Hai cô chú hả? Ăn mấy đây? Thôi ơi nó xạo, ông nội ơi nó xạo. Thôi xạo quá, ăn đi. Không ăn mẹ ăn hết rồi nha. Không ăn mẹ ăn hết à. Ăn đi. À ông nút vô. Cho cô chú ăn nha, nó mang mày cho cô chú ăn ạ. À. Cho cô chú ăn. Đúng không? Cay không? Cay không con? Không ăn nữa hả? Không ăn nữa hả? Cay hay gì? Nước nè. Thấy chưa? Rồi đó, cái này mà dính vô quần vô áo là dư hư quần hư áo luôn rồi nè. Sao nãy mẹ đưa con là con không ăn? Ăn thử đi. Thử nha. Nó thấy ông Kiến mà nó diễn, ông nội nó diễn. Mà mốt là trở thành diễn viên chuyên nghiệp nha. Trời ơi cô kìa. Cô kìa. Trời ơi, đất ơi. Con nói chào cô chú. Thấy ông Kiến mà nó vậy, nó xạo dễ xạo. Con nói chuyện với cô chú đi. Hả không? Phải không? Sao nãy mày cho không ăn? Hả? Thịt gà nè. Chicken. See? Gà đó.
Ngon. Ngon. Dạ. Ta. Dạ ờ. Thổi thổi. Hai mẹ. Trời ơi xạo quá, ăn thì ăn không ăn thì thôi. Ra không? Không ăn mày cho cô chú ăn à? Nữa không? Thở dài đi. Ba. Cướp. À. Cướp. À. Cướp. Cướp. À. Nó xạo, nó xạo. Ra ngoài ngoài thôi. Uống nước không? Ừ. Uống à, cà ri này hơi cay không hả? Ăn từ miệng đi. Sao giờ này chưa chịu đi ngủ trưa nữa chay? Hả? Giờ đi ngủ trưa là vừa rồi chứ còn đậu gì nữa. Thôi, đừng xác, để mẹ. Trời ơi. Ơ. Đưa mẹ, đưa mẹ. Vào kế kỳ đi. kỳ quá à, chứ muốn ngồi kế kỳ mà kỳ không chịu vậy. Ồ, kỳ có quýnh con không? Nãy giờ kỳ có quýnh con không? Hai con xạo đó. Nãy giờ cô chú có thấy kỳ quýnh không mà giờ nó xạo vậy ta? Thấy kỳ là nó mê dữ lắm. Được cái nắm đuôi kỳ con. Chay mới ngủ dậy cô chú, mới ngủ dậy rồi tóc bù xù kìa. Bị kỳ cắn mà cười hả? Kỳ cắn mà cười hả? Ba về kỳ cháy. Ờ, kỳ đó. Lucky, lucky, hi. How are you, Katie? Where'd it go? Where'd it go? Mừng ba đi, con ôm ba đi. Are you eating? Hey, you gotta go eat. Đi vô đi con. Mừng ba đi con. Nghe nè cô chú ơi,
Thì sáng giờ mưa nhưng mà cuối cùng chiều là nó ấm lại. Hết mưa. Alright, we gotta first put our seatbelt on. Lên siêu xe ngồi, để lên. Okay. Ready? Hello. Put your seatbelt on. Yeah, good job. Hello. Chó, right. Ừ đúng rồi, chó. Giỏi. Yeah. Baby, she said chó. Yeah, con chó. Good job, JD. Con chó. Chó đâu? Chó đâu chỉ mẹ coi. Bữa giờ mẹ chỉ mà con không nói, bây giờ con tự động nói á hả? Chó, right. Ừ đúng rồi, chó. Giỏi. Yeah. Baby, she said chó. Yeah, con chó. Good job, JD. Con chó. Chó đâu? Chó đâu chỉ mẹ coi. Bữa giờ mẹ chỉ mà con không nói, bây giờ con tự động nói á hả? How do you think? Yeah. Good. All right, start it up. JD? JD, start it up. Wow, good job. So loud. Wow. Okay, ready? Go. Bữa nay là cô chú thấy em có cái GoPro dựng ở đó rồi nha, giữ chưa? Cho cô chú thấy cận mặt em luôn, mẹ chỉ quay cái sơ sơ ở ngoài thôi. Nha, giữ chưa? Cho cô chú thấy cận mặt em luôn, mẹ chỉ quay cái sơ sơ ở ngoài thôi. Yeah, vroom, vroom. Ready? This we got a straightaway. Ready? Mommy, go and flag it. One, two, three. Lucky. Ready? All right, let's go. Yeah. Ooh.
at that. So pretty. So pretty. Yeah. Ooh, look at the chocolate shakes. Yeah. And lots of junk mail. I had so much, I just took it right to the garbage. Oh, yeah. For sure. Boy, you're changing every day. Yeah, you look different now. Has she been swimming? All right, go, Jade. Bye. See ya. Go, Jade, go. Hit the gas. Hit the gas, Jade. Hit it. Hit the gas. There you go. Good trip.